xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn là cái chứng hôi miệng. Thì chúng ta nhiều khi bị cái miệng bị hôi, nó ra những cái mùi hôi á, phải nói là rất là mất tự tin. Cái chuyện này hồi xưa tôi cũng đã bị rồi, cho nên tôi rất hiểu tại sao cái chứng hôi miệng. Và tôi từ đó tới bây giờ mình cũng tìm hiểu, nghiên cứu nhiều năm, và cuối cùng thì biết được cái bí mật tại sao nó hôi miệng. Thì cái thứ nhất á, là khí metan. Cái khí metan nó có cái mùi rất là khó chịu. Các bạn thấy cái ga hụt quẹt đó là cái khí metan. Và cái khí metan đó là từ ở cái ruột già của chúng ta nó sinh ra. Thì như các bạn thấy, khi mà thức ăn chúng ta ăn từ ở ngoài vô cái miệng, nhai rồi xong bắt đầu xuống cổ họng, thì khi mà xuống ở bao tử thì nó có cái dịch tiêu hóa, thì gọi là cái chất axit hay là dịch cường toan, tức là nó tiết ra để nó giúp cái bao tử á co bóp ma sát thức ăn tan chảy ra. Thì khi mà nó tan chảy ra vậy đó thì nó sẽ trôi dần xuống cái bao tử. Thì ở ngay tội ở đây trên cái bao tử chúng ta nó có một cái tuyến gọi là dịch vị, gọi là thượng vị đó, thì nó tiết axit. Nhưng mà khi mà xuống ở dưới cái đáy bao tử thì nó có một cái chất lại ngược lại. Thì ở trong cái nguyên tắc của tự nhiên thì cái axit nó có cái vị chua, và cái hạ vị á, cái phần dưới này là cái phần hạ vị á, là nó có cái vị chát. Cái vị chát này nó làm cho các cái tế bào nó co lại, cái chua nó làm cho cái tế bào nở ra, còn cái vị chát nó làm cho cái tế bào co lại. Thì khi mà cái vị chua nó làm cho tan rã, tan chảy thức ăn, thì xuống đây cái vị chát nó có cái nhiệm vụ là nó triệt tiêu cái vị chua. Khi mà hai cái chất đó nó triệt tiêu lẫn nhau thì cái thức ăn mà đi xuống ở dưới, xuống vô cái ruột non á, thì nó trở về lại đúng cái thức ăn của ban đầu. Thì cái vị chua, vị chát này á, ở các người dân đô thị bây giờ gần như ta bỏ cái vị chát này, rất ít người ăn. Ở nông thôn thì người ta ăn rất là nhiều, trong rau, trong củ, trong nhất là các cái loại trái, có những nhiều cái loại trái có cái vị chát. Nhưng mà ở thành phố thì cái vị chát này gần như là hiếm hoi lắm, rất là người ít ăn. Và như vậy thì cái vị chát này á, lâu ngày á, nó không còn đủ cái chức năng để mà nó hỗ trợ cho cái bao tử. Cho nên bây giờ đa số dân thành phố là bị đa bao tử là do bị thiếu hai vị này. Và trong cái thức ăn bây giờ thường thì đa số người ta ăn cái đạm nguyên, tức là vô ăn thịt bò hay là thịt heo. Thì như vậy thì trong cái thịt heo nó chỉ có nguyên là một cái đạm, hay là thịt bò nó là nguyên cái đạm, nó không có những cái chất phụ. Nhưng mà nếu chúng ta ăn con cá nhỏ, chẳng hạn như những người Việt Nam, người Việt Nam có hay thích con cá kèo, hay là ở ngoài biển người ta ăn những con cá cơm hay là con cá bóng, những con cá nhỏ đó, thường thường nó có luôn cả những cái vị này ở trong cái hệ tiêu hóa, nó chúng ta ăn hết luôn. Thì vậy thì vô tình chúng ta ăn những đó bổ sung được. Còn nếu chúng ta ăn cái đạm không á thì nó không bổ sung. Thì hai cái thượng vị với hạ vị á, ngoài cái chức năng á tiêu hóa thức ăn, nó làm tan chảy thức ăn, rã thức ăn ra, thì nó còn một cái công năng chính của nó, đó là cái vị chua và cái vị chát này á, nó làm triệt tiêu cái mùi cá thịt. Những cái loại nào mà đạm nhiều á thì cái mùi tanh hôi nó nhiều. Và nếu mà trong một trong hai cái tuyến vị này đó mà nó bị thiếu đi thì nó không có triệt tiêu được cái mùi hôi đó, thì cái mùi hôi đó nó sẽ bốc ngược ra. Thì cái nguyên do của nó kết hợp hai cái mùi tanh của cá thịt và cái mùi hôi của khí metan. Thì cái khí metan á thì nó từ ở cái ruột già, cái ruột non, khi ăn xong cái thức ăn mà ăn xong rồi á thì nó hấp thu xong thì còn dư á,
thì nó mới đưa qua bên phân, cái chất làm phân. Thì các bạn thấy trong ở trong cơ thể chúng ta đó, cái bộ phận cái ruột già nó rất là lớn, nó giãn, cái độ giãn của nó lớn, mà cái độ dài của nó cũng rất là dài, nó dài cả hơn một thước, thước mấy lần, khoảng một thước hai trở lên được. À, cho nên cái ruột già này á, nếu mà cái ruột những cái gì thức ăn chúng ta ăn vô á, cái ruột non nó đúng á, thì nó mới nhận, còn không đúng á, thì nó thải, nó bỏ xuống cái ruột già. Thì khi mà xuống ruột già thì đa số cái thức ăn nó sẽ chuyển qua, nó đốt ở trong cái ruột già chúng ta, nó đốt cháy cái những cái vật chất còn lại ở đây. Cái, ở trong cái ruột già chúng ta giống như một cái hộ, cái hệ thống mà hầm than, người ta hầm than á, để cho cháy cái vật chất ra. Thì khi mà nó cháy cái vật chất ra thì nó sinh, nó xả ra cái khí metan. Thì cái khí metan đó, nếu mà các bạn thấy ở đây, từ cái ở đây, nếu chúng ta bị bón, nếu chúng ta bị bón thì cái phân nó chặt ở dưới cái phần hậu môn này, ở đây là cái phần hậu môn, nó bón như vậy á, thì khí metan nó tự theo cái nguyên lý tự nhiên thì nó xì ra, nó đánh hơi ra. Cho nên những cái người nào mà nó xì hơi ra được á, được gọi đánh rắm á, thì cái khí metan nó không có trồi ngược lên. Mà theo cái lịch sử á, thì cái người nào mà đánh hơi á, xì hơi ra thấy cảm thấy xấu hổ, nhưng mà thực chất á, thì cái cơ thể nó là tốt, bên ngoài bị cái bên ngoài ép lại, thì người ta nín được, cái khí metan nó đi ngược lên, nó đi ngược vòng lên đó. Thì nó đi ngược lại vô, nó đi ngược lại vô ở trong cái ruột non. Nếu mà ở giữa cái ruột non này, cái ruột già nó có một cái gọi là cái ruột thừa, nếu mà cái người nào mà cái ruột thừa này không có cắt á, thì nó sẽ xì ra trong cái bầu bụng, trong tạm thời nó xì ra bầu bụng. Còn khi mà cái ruột non chúng cái hệ tiêu hóa chúng ta tốt, nó sẽ hút nó lại, nó xì ra rồi hút lại, đây giống như một cái van nó xả khí metan tạm thời, khi mà nó dồn tức quá nó tạm thời. Còn lại á, cái khí metan á, nó đi ngược lên từ ở cái ruột già, nó đi ngược lại, nó đi theo cái chiều ngược lại, thay vì nó đi xuống thì bây giờ nó lại đi ngược vô cái ruột non đó, nó đi vô cái ruột non, từ ở dưới hậu môn nó đi dài lên qua hết cái hệ thống ruột già, xong bắt đầu đi chung vô cái ruột non đi ngược lại lên cái bao tử, đi ngược lên và cuối cùng nó ra cái mùi hôi. Thì cái mùi hôi này nó kết hợp hai cái chất khí metan và cái mùi của protein, tức là những cái gì chẳng hạn như con tôm, con cá, thịt bò, thịt heo đều cái loại nào mà đạm nhiều á, thì cái mùi hôi nó nhiều, thì nó nhờ cái hai cái vị này nó triệt tiêu. Nhưng mà hai cái vị này nó yếu đi, bây giờ chẳng hạn như chúng ta không bổ sung nó, coi như nó tự sinh tự diệt, và như vậy thì tới một lúc nào đó thì nó yếu đi, hoặc là trong cái tố chất di truyền á, nó yếu sẵn rồi. Cho nên khi mà ra mà chúng ta không bổ sung thì nó lại càng yếu thêm, và tới lúc nào đó thì nó sẽ ra cái, nó sẽ không còn làm gì đúng cái chức năng, tức là hai cái chất này nó triệt tiêu cái mùi tanh hôi. Nhưng mà bây giờ nếu nó yếu đi một vị thì cái mùi tanh hôi nó sẽ không bị triệt tiêu, và nó sẽ đi ngược lên cái miệng nó thổi ra, là cái mùi hôi thứ nhất. Cái mùi hôi thứ hai á là gọi là nha chu, tức là trong cái hàm răng của chúng ta, nếu mà cái hàm răng chúng ta tốt, cái hệ cơ như cái răng á, cái răng của chúng ta là có cái phần cơ nó bám vô vậy. Nhưng mà giờ nếu cái phần cơ này á, nó bị hở ra, tức là những người bị ốm á, cơ nó co lại, như là những người bị âm hàn, cái cơ nó co lại, thì nó co lại thì ở những cái chỗ này nó có những khoảng hở giữa cái răng và cái cơ, nó bám vô, nó không có chặt. Thì cái chỗ này đó, các cái loại vi trùng nó bám vô, nó sống ở đây thì nó làm cho cái độ bám của cơ vô trong cái răng, cái xương, cái răng của mình yếu đi, lỏng đi, răng của mình nó dở dần, thì nó bám như đây á, thì các cái loại vi trùng này nó tạo ra cái mùi hôi, ta gọi là ở trong y khoa ta gọi là nha chu. Thì vậy thì
cái nha chu này, cái mùi của con vi khuẩn nó tạo ra một cái mùi hôi nữa, tức là chúng ta có hai cái mùi hôi, cái mùi hôi từ của thịt cá tôm cua, rồi cái mùi hôi của khí metan. Khí metan là do thức ăn thừa tạo ra, là hai các chất, rồi cái nha chu là ba chất. Ba cái chất này đó, nó hợp thành nó ra một cái mùi hôi rất là khó chịu, rất là nồng nặc. Khi mà đối diện người khác thì nhiều khi cái người mà bị hôi miệng là mất tự tin, thật sự là mất tự tin. Tại hồi xưa tôi biết cái vụ này cho nên bằng mọi cách phải làm ra được. Thì hồi xưa tôi cũng bị nha chu, rồi cái phần mà khí metan hồi xưa thì mình không biết, nhưng mà sau này thì mình hiểu. Và cái mùi của đạm á, tất cả những cái mùi mà của đạm á, động vật á, đều có mùi hết. Cho nên do đó người ta khử cái mùi đạm thực vật các bằng các cái loại tỏi, hành, sả, gừng, rìu. Những cái chất này á, nó làm triệt tiêu đi phần nào. Hoặc là người ta nấu á, ta làm áp chảo để cho nó bốc, nó cháy lên. Thì trong cái khí metan này, những cái loại mà nướng á, thì nó còn ít cái mùi metan, khí metan. Tất cả thịt cá tôm rồi đó mà chúng ta nướng á, thì cái khí metan nó bị lửa hút cháy đi, bốc cháy đi. Thì vậy thì cái nướng á, món ăn mà nướng á, thì nó hạn chế được khí metan. Còn nếu mà chúng ta ăn tái, ăn kho, ăn nấu, ăn hầm thì cái mùi đó nó nhiều lắm. Cho nên những cái người ăn chay mà nghe những cái mùi cá thịt đó, nó rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta vẫn thích ăn mỗi ngày. Hồi xưa ông bà chúng ta ít ăn thịt, cá cũng ít, cho nên do đó cái mùi hôi về cái hôi cái miệng đó, nó ít hơn. Còn bây giờ chúng ta thịt cá nhiều quá, ăn một ngày hai ba bốn bữa, do đó cái ruột non chúng ta nó chứa rất là nhiều cái chất thải của khí metan và nó tạo ra cái mùi hôi miệng. Thì bây giờ cái dân thành phố này, cái khả năng mà hôi miệng tôi thấy rất là nhiều người. Khi đối diện những cái người hôi miệng đó, thì khi mình nói chuyện đó, mình đứng gần đó, thật sự rất là không thích. Chính cái yếu tố này đó nó làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều năm, và cuối cùng mình thấy mình biết được cái bí mật tại sao vậy. Thì như vậy thì ngoài cái mình ăn đạm, nó dư ra cái mùi tanh hôi của cá thịt. Cái thứ hai á, là khí metan từ ruột già trồi lên. Cái thứ ba á, là nha chu, tức là ở trong cái răng của chúng ta đánh răng cách nào cũng không hết mùi đâu. Tại vì nó nằm sâu ở trong mấy cái chân răng. Cho nên khi nó chết nó sinh ra cái mùi hôi. Thì cái nha chu cũng là cái hôi, là ba cái mùi hôi. Thì cái thứ tư á, mà giúp thêm cái mùi hôi đó là cái bụng chúng ta bị trống. Cái bụng chúng ta trống cho nên từ ở dưới cái ruột già này nó đi lòng 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 lên miết cho tới luôn cái mũi, cái miệng hoặc là lỗ mũi. Nếu các bạn mà ngồi thiền, mà các bạn mà khí người ta là các bạn nghe cái mùi mình, cái mũi mình rất là thúi thúi, cũng giống như là mình ngồi mà đưa cái mũi mình vô cái bồn cầu tiêu vậy, hôi rất là hôi, khí người ta nó lên rất là hôi. Và những cái chứng như là bón cũng góp phần vô cái chứng làm hôi miệng. Cho nên nếu cái đường tiêu hóa chúng ta tốt, khí metan nó xả ra một phần, thì như vậy thì nó giảm được áp lực khí metan trồi ngược lên. Thì khí metan đó có thể nói là bây giờ là nó là một trong những cái độc tố mà có thể làm hại cho cái hệ, cả một cái hệ tiêu hóa luôn, chứ không phải chỉ như đó đâu. Tại vì á, cái chứng trào ngược á, cũng bị do từ cái bón này, ít uống nước nó trào ngược lên. Và khi nó trào ngược lên thì nó đi ngược lên trở lại, tức là tất cả những cái áp lực từ bên trong đi ngược ra cái lỗ, cái miệng. Nếu mà chúng ta giữ cho cái ruột già chúng ta thông, và chúng ta có những cái dịch vị tiêu hóa mà tốt, thì nó triệt tiêu từ từ ở đây, tức từ như cái ở đây gọi là cái tá tràng, cái khúc này gọi là tá tràng. Thì nó qua cái khúc tá tràng này là cả một cái hệ thống lục vị nằm ở này, thì qua đó thì nó sẽ tiết ra những cái lục vị để nó tiêu hóa. Thì trong cái lục vị đó nó sẽ triệt tiêu luôn cái mùi hôi. Thì như vậy thì nó giảm được cái mùi cá tanh hôi. Ví dụ như
chúng ta để ý đó, chúng ta đi đi đám cưới mà chúng ta bốc tôm ăn đó, thì thường thường nó để cái tô trà với lại chanh để nó rửa chúng ta rửa tay. Cái chất mùi tanh hôi này chỉ có cái chua chát này nó triệt tiêu, còn các bạn rửa xà bông thơm dầu gì cũng không ra hết cái mùi tanh đâu. Nhưng mà ở trong tự nhiên là các cái vật chất nó có khả năng triệt tiêu lẫn nhau, thì cái nguyên lý là ở trong cơ thể chúng ta là triệt tiêu, nhưng mà chúng ta bị khiếm khuyết, chẳng hạn như là cái hạ vị nó bị thiếu, hay là cái thượng vị nó bị thiếu, cái dịch vị nó thiếu, chẳng những nó thiếu nó không làm việc tốt cho cái bao tử mà nó còn để cho cái mùi tanh hôi đi sâu vô trong cái hệ tiêu hóa, và lâu ngày nó làm cho cái hệ tiêu hóa chúng ta suy yếu dần dần. Thì bây giờ đa số cái người dân thành phố này là cái hệ tiêu hóa rất là yếu, và cái chứng hôi miệng cũng là một trong những cái khó khăn của chúng ta. Thì cái hôi miệng đó, bây giờ tôi thấy đa số chúng ta ăn rất là nhiều thịt cá, nhưng mà cái lượng rau thì không đủ để cho nó át bớt cái mùi hôi. Thường thì ví dụ chúng ta ăn bò tái, bò rề kia thì ít có rau, ăn hủ tiếu hủ đồ ít có rau, nhiều cái món ăn ít có rau lắm. Còn ông bà chúng ta hồi xưa có cái câu đói ăn rau, đa uống thuốc, nghĩa là ông bà hồi xưa chúng ta ăn rất là nhiều rau. Rau có thể luộc cả rổ vậy, rồi chấm mắm, chấm đồ ăn, nhiều khi ăn trừ cơm, ít cơm. Cho nên cái người xưa ít có bị, cái hệ tiêu hóa chúng ta rất là tốt. Vì đạm ít, thịt cá ít, cho nên cái lượng mà khí mê tan trong người chúng ta rất là ít. Do đó cái chứng hôi miệng của hồi xưa thì ít người hơn, còn bây giờ đa số do cái lượng đạm chúng ta ăn nhiều quá, một ngày 3-4 lần. Do đó nó vừa dư, cơ thể chúng ta nó lấy đúng cái số lượng mà nó cần, còn bao nhiêu dư thì nó thải xuống với cái ruột già. Thì bây giờ đa số người là bệnh cái bệnh gọi là đại trường. Cái đại trường này bây giờ người ta sổ lọc thanh tẩy rồi tháo gì đó tùm lum hết, nhưng mà cái nguyên do là do cái chế độ ăn. Thì nếu mà chúng ta muốn phòng bớt giảm cái bệnh cho ruột già thì chúng ta bớt thịt cá lại, thay vào đó đạm động thực vật, tức là các cái loại đậu, đậu trắng, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu cơ que, đậu đũa, đậu ngự, nói chung cái dòng họ nhà đậu là đạm thực vật. Thì nếu mà các bạn muốn giữ cho cái bớt hôi miệng đó, thì một phần chúng ta cũng giảm bớt cái thịt cá, chúng ta thay vô cái đó cái đạm. Thì cái đạm thực vật bây giờ tôi thấy người ta làm cũng dễ lắm, người ta đã rang xay thành bột, chỉ cần pha uống thôi. Thì tuy là pha uống chúng ta thấy nó nhẹ nhàng mà không có cái gì nặng nề hết, nhưng mà cái lượng đạm nó rất là tốt. Và khi nó tốt vậy đó thì nó giảm một cái khí được cái khí mê tan, nó giảm được cái khí mê tan. Còn cái nha chu á cũng là một cái rắc rối, tại vì nó cũng do thiếu hai cái vị này, do thiếu hai cái vị này. Và nếu mà chúng ta bổ sung hai cái vị này thì chúng ta biết cách uống nước rai rai, các bạn tập một cái thói quen uống nước rai rai, không phải uống một lần nhiều đâu, các bạn uống lần ít lần ít lần ít, để cho cái nó có một cái lượng nước, cái thức ăn nó chặn cái khí mê tan chỗ này lại, nó không có cho khí mê tan trồi lên. Thì như vậy thì cái uống nước đó, nó vừa làm cho cái miệng sạch, cái bao tử sạch, và nó chặn cái nguồn nước đó, nó giống như là trong con thỏ, trong mục tiêu nó có một cái bụng nước thôi, khoảng chừng 700-800 ml thôi, nhưng mà nó chậm, không cho cái khí mê tan trồi ngược lên. Thì vậy thì chúng ta uống nước á, để hạn chế khí mê tan thì nó giảm được phần hôi, và chúng ta bổ sung một cái gia vị chát và cái vị chua, để chúng ta bổ sung hai cái vị này cho đầy đủ. Thì khi nó đầy đủ vậy thì nó triệt tiêu cái mùi tanh hôi cá thịt. Còn trên cái nha chu á, thì chúng ta dùng cái dung dịch chua chát để chúng ta ngậm. Thì qua cái quá trình tìm hiểu đó thì tôi có làm ra một cái loại nước uống để mà vừa phòng cái nha chu, tức là những cái người mà chưa bị thì uống như vậy thì cái răng chúng ta trong cái vị chát này nó làm cho các cái cơ của chúng ta đó nó bám vô cái răng, cái xương nó chắc. Còn nếu mà chúng ta ăn cái vị chua nhiều thì cái cơ bám vô nó ít hơn, nó trống hơn, thì do đó cái các vi khuẩn nó dễ
chen vô đó để nó sống ở trong cái giữa cái chân răng của chúng ta là cái phần cơ nó hở ra, mà nó hở ra thì lâu ngày thì cái răng chúng ta sẽ hư sớm, sẽ bị hư sớm, nó cái độ bám chắc cái răng yếu dần dần, nhiều khi chúng ta cắn miếng thịt cứng hay gì đó thì nó bứt cái răng lên. Như vậy thì tôi làm một cái nước uống để mà khắc phục những cái này, gọi là nước uống chống hôi miệng hay là triệt tiêu cái mùi hôi miệng. Thì như vậy thì dựa qua cái bài nói chuyện hôm nay, các bạn có thể tìm cách nào đó phòng chống bớt. Thì như vậy thì cái thứ nhất là các bạn tìm cách hạn chế khí mê tan, tức là làm sao cho luôn luôn mỗi ngày đi cầu thì cái khí mê tan đó nó xì ra ở cái hậu môn, nó xì ra được cái hậu môn á thì cái phần mà khí trồi lên á thì nó sẽ giảm đi hoặc là nó còn rất là ít. Là cái nó trồi lên nó gây ra cái chứng mà trào ngược, cái chứng biến ăn luôn, chứ không phải là chỉ đơn giản là chỉ trồi lên đâu. Cái thứ hai á là khi mà nó thông như vậy đó thì chúng ta bổ sung cái vị chua, cái vị chát á để chống cái chứng mà nha chu, mà nó cũng bổ sung cho cái dịch vị tiêu hóa của bao tử tốt hơn, nó bổ sung cho cái nội tiết tố tốt hơn. Thì như vậy thì cái thứ ba là mình luôn luôn nhớ là uống nước rai rai ban ngày, nhất là ban ngày các bạn uống nước nhiều lần. Các bạn chúng ta chưa có cái thói quen, chúng ta uống nhiều lần vậy thì nó hạn chế cái khí mê tan trồi ngược lên. Cái thứ hai nữa là nó rửa luôn luôn, nó rửa cái cổ họng chúng ta sạch sẽ. Như vậy thì chúng ta giảm bớt cái khí mê tan bằng thay vô đó một nửa đạm thực vật để hạn chế bớt cái khí mê tan, và chúng ta bổ sung cái vị chua vị chát vô để triệt tiêu cái mùi tanh hôi. Thì như vậy thì chúng ta kết hợp nhiều cái vậy thì trong một thời điểm nào đó thì chúng cái dịch vị nó đầy đủ, cái van tự động nó cũng nở nang ra đầy đủ, và cái dịch vị tiêu hóa chúng ta đầy đủ thì nó triệt tiêu từ ở cái ruộng non cái mùi tanh hôi. Thì vậy cái mùi tanh hôi nó sẽ không còn trồi lên hoặc là ít hơn. Còn ban ngày chúng ta chủ động uống nước rai rai nhiều lần như vậy thì nhanh hay chậm thì cái chứng hôi miệng đó dần dần nó cũng sẽ được quá giải đi. Và như vậy thì nếu mà tuy là nó không phải là một chứng bệnh nhưng mà nó làm cho chúng ta rất là khó khăn, rất là khó chịu, nhất là những cái người bị hôi miệng là cảm thấy là mất tự tin. Hy vọng thông qua cái bài viết này thì các bạn có biết cách phòng chống và hóa giải nó để cho mình có cái sức tự tin. Tại bây giờ các bạn làm ăn là đối diện với khách hàng, đối diện với mọi người xung quanh, mà nếu các bạn bị hôi miệng thì đó là một cái thiệt hại rất là lớn. Như vậy thì qua cái bài viết hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn để làm sao để chống được cái chứng hôi miệng. Xin kính chào các bạn. Chú Phạm Kim Tám sinh năm 1948. Chú đã mắc ung thư năm 32 tuổi và đã tự chữa khỏi vì vô tình ăn chè đường ngọt 8 năm. Qua biến cố đó chú đã được bộ não mách bảo tìm hiểu thực hành kiểm chứng để hoàn thiện và hệ thống ra phương pháp cân bằng năng lượng. Chú Tám đã có 40 năm kinh nghiệm thực hành trên bản thân và áp dụng cho 3 thế hệ con cháu chắt, chia sẻ cho bạn bè người quen đều đạt kết quả chữa và phòng chống bệnh tật rất cao. Chú Tám đã mở khóa học online cân bằng năng lượng trên Facebook cho những ai thực tâm muốn làm bác sĩ cho chính mình với học phí 4 triệu đồng. Có trên 30 bài giảng về lý thuyết cơ sở khoa học của phương pháp nguồn gốc cách chữa và phòng tránh các loại bệnh tật. Chỉ thông qua cách điều chỉnh ăn uống hàng ngày. Thuốc chính là thức ăn bán đầy ngoài chợ. Được chú Tám hỗ trợ các thắc mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng. Có thể học mọi lúc mọi nơi chỉ cần một cái điện thoại có Internet. Sau khi học và hiểu phương pháp này, bạn sẽ tự chữa bệnh cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và còn nhiều hơn thế nữa. Để được học, bạn hãy nhắn tin vào hai Facebook sau. Một là Facebook cá nhân chú Phạm Tám. Hai là Facebook cá nhân chị Hạnh Mỹ để biết cách đăng ký khóa học. Ai quan tâm có thể tham gia nhóm cân bằng năng lượng sống khỏe trên Facebook để tìm đọc thêm các kiến thức và hỏi về bệnh tình của bản thân. Chú ý bài đăng ngoài bệnh lý bắt buộc phải có kèm hình chụp nước tiểu lúc 16 đến 17 giờ chiều mới được duyệt, vì đó là căn cứ mấu chốt để chú Tám hỗ trợ bạn. Nếu thấy kiến thức hay và bổ ích, bạn đừng ngần ngại chia sẻ cho người thân và bạn bè. Hãy đăng ký kênh và bật cái chuông để không bỏ lỡ video nào của kênh. Cảm ơn các bạn đã xem.